đây là chiếc đồng hồ Excel TT9205 này các bạn. Nhìn mẫu mã đồng hồ cũng khá là đẹp đó các bạn. Và đây là miếng chống lưng để đồng hồ đứng các bạn, cho dễ xem. Và đây là hai sợi dây que đo các bạn. Và đây là tờ giấy hướng dẫn. Cái viền màu vàng này là cái vỏ của cái ốp thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái ốp ra thử. Đó các bạn, cái đồng hồ này là cái vỏ màu đen nha các bạn. Cũng vừa tay, rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái ốp lại. Đây là con ốc giữ nắp pin. Và bây giờ mình mở nắp pin ra, mình lắp pin vào thử nha các bạn. Đồng hồ này sử dụng pin vuông 9V nha các bạn. Pin này thì nó có lỗ sẵn rồi nha các bạn, mình chỉ để ngay và mình đúng chiều của nó là mình bóp vào. Và bây giờ mình sẽ quặn con ốc này lại để cho nó giữ cái nắp pin nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ gắn dây que đo vào nha các bạn. Ở cái lỗ này nó có chữ com nha các bạn, là cổng chung các bạn. Mình sẽ cắm dây đen, nó sẽ sử dụng chung cho ba cái lỗ này nha các bạn. Đó, mình sẽ cắm dây đen vào cái cổng com này. Với dây đỏ, nếu các bạn đo vôn, ohm và diode thì các bạn cắm vào cổng này. Nếu các bạn đo tù thì các bạn cắm vào cổng này. Còn nếu các bạn đo ampere thì các bạn cắm vào cổng này. Còn dây đen là mát xài chung cho ba cổng này luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sử dụng đo vôn, ohm, diode, mình sẽ cắm vào cổng này. Đồng hồ này ở phân khúc giá rẻ cho nên khi các bạn chuyển từ chức năng này qua chức năng kia nó bằng cơ nha các bạn. Các bạn mua loại mắc tiền thì nó mới chuyển bằng điện tử. Và đây là nút nguồn. Khi mình không sử dụng 5 phút thì đồng hồ sẽ tự tắt nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Phần này là phần đo ohm. Phần này là đo điện DC một chiều nha các bạn. Tiếp theo là phần này đo điện AC 2 chiều. Tiếp theo là đo tụ. Tiếp theo là đo ampere
AC xoay chiều nha các bạn. Và đây là đo ampere DC một chiều. Và đây là cắm transistor vào đo nha các bạn. Và bây giờ mình hướng dẫn các bạn đo ohm nha các bạn. Đo ohm thì nó ở từ mức 200 nè các bạn. 200 có nghĩa là vào khoảng 200 ohm trở lại là các bạn để ở mức 200. Và tiếp theo là 2K là 2 ký các bạn, là các bạn sẽ ở mức 2 ký trở lại. Và tiếp theo là 20K, 200K, 20 và 20M. Ví dụ bây giờ mình có con điện trở là 10 ohm nha các bạn. Thì chúng ta để thang đo nhỏ nhất là 200 ohm nha các bạn. Bây giờ mình đo thử cho các bạn xem nha. Đó, nó lên 10.2 là nó tương đương với 10 ohm đó các bạn. Nó cũng sai số một chút xíu. Rồi, bây giờ ví dụ mình tăng lên 2 ký các bạn, là 2K. Và kết quả mình đo được là 0.09 nha các bạn. Cho nên mình để ở thang gần nhất là 200 ohm thì nó dễ coi hơn các bạn nha. Còn mình để ở thang 20 ký là nó không biết luôn nha các bạn. Nó lên 3 số 0 vậy là nó không hiểu á. Đó, nên mình phải trở về cái thang gần nhất. Rồi, ví dụ bây giờ mình đo con điện trở 100 ohm nha các bạn. Đây, 100 ohm thì nó có lên 97 phẩy mấy các bạn, là tương đương 100 ohm. Mình vẫn để thang ở 200 ohm nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đo con điện trở là 27 ký nha các bạn. Phần màu của nó là đỏ, tím, cam các bạn, là 27 ký. Rồi, khi các bạn để 200 ohm thì đo con 27 ký nó sẽ không hiểu nha các bạn. Lúc này các bạn sẽ bật lên 20 ký các bạn. Hai chục ký vẫn chưa được nha các bạn, vì nó tới 27 ký, cho nên buộc các bạn phải bật lên 200 ký. Đó các bạn, để thang 200 ký và mình đo con này nó lên 25,8,9 gì đó, là còn tương đương với lại 27 ký các bạn. Rồi, ví dụ bây giờ mình đo con điện trở lớn hơn. Con điện trở này là 510 ký nha các bạn, xanh lá, nâu, vàng. Con điện trở này trên 500 ký, nên khi các bạn để ở thang 200 ký, các bạn đo nó sẽ không lên nha các bạn. Vì vậy các bạn phải bật lên ở thang 20 nha các bạn. Đó, đã lên rồi đó các bạn. Vì điện trở càng lớn nên nó cũng có một chút sai số nha các bạn. Khi đo điện trở, nếu các bạn biết xem vòng màu thì các bạn đoán được nó khoảng bao nhiêu ký, thì các bạn sẽ bật ở những cái thang nó gần nhất thì nó sẽ chính xác hơn nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đo điện DC một chiều nha các bạn. Đo DC một chiều thì nó gồm có thang 200 mV nha các bạn, là nhỏ nhất,
rồi đến thang 2V, rồi đến thang 20V, 200V, 1000V nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ đo cái cục pin tiểu này nha các bạn, cục pin Panasonic. Cục pin tiểu này nó khoảng 1V mấy nha các bạn. Nên nếu các bạn để ở thang 200mV thì nó sẽ không hiểu nha các bạn. Đó, nó ra số 1 giờ là không hiểu. Và mình phải bật lên thang 2V nha các bạn. Đó, nó đã lên tới 1V6 luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ đo cục pin của đèn pin các bạn. Thì cục pin của đèn pin nó khoảng 3V mấy nha các bạn. Nếu các bạn để thang 2V thì nó sẽ không hiểu. Vì vậy các bạn phải bật lên thang 20V. Đó, cục pin này là 3V8 nha các bạn. Nếu các bạn để ngược kim cộng qua trừ, trừ qua cộng thì ở phía trước đồng hồ nó có lên dấu trừ nha các bạn. Đó, nó lên dấu trừ là các bạn biết là mình đã để ngược kim. Đó, bây giờ mình để thuận chiều kim đúng chiều của nó thì nó sẽ không có dấu trừ nha các bạn. Đó là chiều thuận đúng. Rồi bây giờ mình đo cục nguồn sạc của đèn pin nha các bạn. Mình cắm cục sạc đèn pin vào điện và mình sẽ đo thử cái đầu ra xem nó bao nhiêu volt nha các bạn. Thường thì ở ngoài là trừ nha các bạn và ở trong là cộng. Rồi mình kẹp que đen ở ngoài. Đó các bạn, nó là 4V2. Nếu các bạn đảo kim lại thì nó sẽ có dấu trừ ở đằng trước, là mình biết kim đã bị ngược nha các bạn. Và mình đổi kim lại đúng cộng trừ thì nó sẽ không có dấu trừ đằng trước, là đúng cộng trừ nha các bạn. Lúc này mình sẽ xác định là ở ngoài là trừ và ở trong là cộng nha các bạn. Nếu các bạn đo mức điện áp cao hơn thì các bạn có thể bật lên thang 200, 1000. Tiếp theo mình sẽ đo điện AC 2 chiều nha các bạn. Thì ở phần điện AC 2 chiều nó cũng giống như điện DC 1 chiều nha các bạn. Nó cũng có thang 200mV, 2V, 20V, 200V và 700V nha các bạn. Và để đo điện AC, mình sẽ lấy cái cục tăng vô 220V hạ thế xuống còn 15V nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào nguồn 220 và đầu ra bên đây nó sẽ xuống còn khoảng 15V. Rồi, bây giờ mình sẽ đo thử nha các bạn. Đó, lên khoảng 15V các bạn. Và mình sẽ để ở thang đo là 20V nha các bạn. À, cục tăng phô này là bên vô và bên ra nó đã cách ly nhau nha các bạn. Nên bên đây ra 15V nó sẽ cách ly với 220, nó không có giật. Đây là điện xoay chiều cho nên các bạn đo que nào nó cũng lên y nhau nha các bạn. Nó không có phân biệt cộng trừ nha các bạn. Bây giờ mình đo và mình sẽ đổi chiều kim với nhau, nó cũng vẫn lên trị số y như vậy nha các bạn.
Rồi, tiếp theo mình hướng dẫn các bạn đo tụ. Đây là tụ 50V 100mF nha các bạn. Là 100 microfarad đó các bạn. Là viết tắt là MF. Ở phần đo tụ này thì nó cũng có gồm những thang đo là 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2 microfarad, 20 microfarad và lớn nhất là 200 microfarad nha các bạn. Vì cái tụ của mình là 100 microfarad cho nên mình đã thang là 200 microfarad nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo thử. À không lên nha các bạn. À mình sai rồi các bạn. Mình quên. Khi các bạn đo tụ thì các bạn phải rút cái dây que đỏ, các bạn cắm qua bên MA các bạn. Các bạn sẽ cắm dây đỏ qua đây. Còn cái dây đen là dây mát chung nha các bạn. Và bây giờ mình đo thử xem nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo thử tiếp một con 15mF 250V nha các bạn. Vì cái tụ này chỉ có 15mF nên mình để ở thang đo là 20 microfarad nha các bạn. Microfarad đó các bạn. Mình thử thay đổi chiều kim ngược qua ngược lại nhưng nó cũng vẫn chỉ số y như vậy nha các bạn. Và nó không phân biệt vôn nha các bạn. Dù cái tụ có 50V hay là mấy trăm vôn thì mình đo nó cũng không có phân biệt vôn. Và đây là cái tụ 2200mF 35V. Thì thang đo trong đồng hồ chỉ cao nhất là 200mF thôi các bạn. Mà cái này tới 2200mF nên mình đo nó sẽ không có hiểu nha các bạn. Rồi bây giờ mình bật lên thang cao nhất là 200mF. Mình đo thử nó sẽ ra số 1 của các bạn là nó không hiểu. Phần đo ampere cũng ít khi sử dụng nên mình không hướng dẫn ở bài này nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đo thông mạch và đo diode. Các bạn bật về thang có biểu tượng diode và cái dấu nhạc. Khi các bạn chập kim lại nó sẽ báo đèn đỏ và có cái tiếng tiếp nó lên nha các bạn. Đo diode thì chiều thuận nó sẽ lên mấy trăm. Và các bạn đo chiều ngược lại nó sẽ không lên. Nếu các bạn đo hai chiều cùng lên hoặc hai chiều không lên thì con diode đó đã hư nha các bạn. Nếu các bạn để ở thang đo ohm thì đo diode không được các bạn, nó sẽ không hiểu. Và bây giờ mình sẽ đo điện 220V AC nha các bạn. Các bạn sẽ bật về thang 700V.
720V nên các bạn phải đặt ở thang 700V. Và bây giờ mình đo thử nha các bạn. Điện lưới mình 220 thì nó lên khoảng tương đương 220 mấy các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.